Chào mừng tất cả các bạn đã tới với kênh của Anna Hà. Hôm nay mình sẽ trở lại với các bạn với cái gói cứu trợ thứ hai. Tình hình cái gói cứu trợ thứ hai. Sau bao nhiêu tháng chờ đợi thì cuối cùng Thượng viện đã thông qua cái gói cứu trợ thứ hai. Nhưng mà cái gói cứu trợ thứ hai này không như Tổng thống Trump mong muốn. Sau nhiều tháng tranh cãi, phe Cộng hòa và phe Dân chủ đã nhất trí về cái gói chi tiêu vào cuối tuần trước với sự ủng hộ của Nhà Trắng. Nhưng kể từ đó, ông phàn nàn rằng cái dự luật chi tiêu quá nhiều cho các lợi ích đặc biệt, các dự án văn hóa và viện trợ nước ngoài, trong khi chi phiếu $600 là cấp một lần cho hàng triệu người dân Mỹ đang chật vật khó khăn là quá ít. Ông đòi tăng lên với cái số tiền là $2,000. Nhiều nhà kinh tế đồng ý rằng các khoản cứu trợ của dự luật là quá thấp, nhưng nói rằng sự hỗ trợ vẫn là điều đáng mừng và cần thiết. Ông Trump phản đối dự luật đã khiến nhiều người Nhà Trắng bất ngờ. Dù không rõ chiến lược của Tổng thống Trump đối với dự luật là gì, nhưng ông vẫn chưa ký vào cái dự luật này. Thì tới ngày 28 tây tháng 12 là cái ngày cuối cùng để cho Tổng thống Trump có thể ký hay không ký. Và thứ hai cũng là cái ngày mà Thượng viện trở lại làm việc. Cho nên vào ngày mai chúng ta sẽ biết kết quả của cái gói cứu trợ thứ hai này như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì có khoảng hơn 14 triệu người Mỹ có thể mất những cái lợi ích bổ sung nếu không có chữ ký của Tổng thống Trump cho cái gói cứu trợ thứ hai. Đó là những người nhận trợ cấp thất nghiệp theo số liệu của Bộ Lao động. Họ có thể là mất nhà, mất xe, mất tất cả những gì họ có. Họ có thể lâm vào cảnh bần cùng, có thể bị ra ngoài đường mà sống. Chính phủ sẽ bắt đầu đóng cửa một phần vào ngày thứ ba, trừ phi Quốc hội có thể đồng ý thông qua một cái dự luật tài trợ tạm thời cho chính phủ trước cái thời điểm đó. Trong cái gói cứu trợ thứ hai thì những người nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận được cái gói cứu trợ là $300 một tuần cho mỗi người. Cái con số này không phải là quá nhiều, cũng không có thể là quá ít, bởi vì họ có thể xoay sở được cuộc sống của họ. Nếu như cái khoản tiền này mà không được tiếp tế tiếp trong vòng tuần tới, họ sẽ phải lâm vào cảnh nhà mất, không có thức ăn để ăn. Cho nên rất là khốn khổ cho những người nhận trợ cấp thất nghiệp. Ngài Tổng thống của chúng ta đã sử dụng rất là nhiều Twitter để mà nói lên cái quan điểm của mình. Cái gói cứu trợ thứ hai đã được Thượng viện thông qua vào cái ngày thứ hai tuần vừa qua, nhưng mà Tổng thống Trump vẫn chưa ký hoặc là chưa có sử dụng cái quyền veto để mà bác bỏ cái dự luật này. Nhưng mà ông bày tỏ sự không hài lòng của mình đối với cái gói cứu trợ thứ hai ở trên Twitter. Ông đã post một cái video nói rằng số tiền $600 là cho người dân Mỹ thì quá ít. Ông muốn là cái gói cứu trợ sẽ có $2,000 cho mỗi người dân Mỹ. Ông cứ tiếp tục like Twitter, Twitter and Twitter, chứ không có trực tiếp sử dụng cái quyền và không có chấp nhận cái gói cứu trợ đó. Nếu mà Tổng thống Trump sử dụng cái quyền veto của ông để bác bỏ cái gói cứu trợ thứ hai này, mà Thượng viện và những người làm và Thượng viện, những người Thượng nghị sĩ sẽ biểu quyết, nếu mà 2 phần 3 Thượng nghị sĩ thông qua cái gói cứu trợ này, thì cái gói cứu trợ này sẽ trở thành luật mà không cần chữ ký của Tổng thống Mỹ. Cái điều này có thể xảy ra, nhưng mà rất hiếm hoi trong lịch sử. Thượng viện có thể bác bỏ chữ ký của Tổng thống. Trong lịch sử, cái quyền veto của Tổng thống bị bác bỏ bởi Thượng viện thì chỉ có khoảng 10% thôi. Cái điều này rất là hiếm hoi, nhưng mà cũng có thể xảy ra. Và cái chiến lược thứ hai chắc có lẽ là Tổng thống Trump của mình đang làm, đó là sử dụng cái veto pocket. Theo như hiến pháp thì Tổng thống có thể sử dụng cái veto pocket này nếu mà trong vòng 10 ngày sau khi nhận được cái dự luật, ông không được ký vào cái dự luật này và Thượng viện
không làm việc trong cái thời gian 10 ngày này thì cái dự luật này sẽ không được thông qua, bởi vì Thượng viện không làm việc, không có quyền phủ quyết cái chữ ký của Tổng thống, cho nên cái dự luật này sẽ được thông qua một cách suôn sẻ. Thì Tổng thống của mình có thời gian cho tới ngày 3 tây tháng 1 năm 2021. Nếu mà tới cái thời hạn đó mà Tổng thống vẫn chưa có cái chữ ký trên cái dự luật thì cái dự luật này sẽ không trở thành luật mãi mãi, bởi vì Thượng viện sẽ trở lại làm việc sau khi mà cái thời gian 10 ngày của Tổng thống đã qua đi. Họ không có làm gì được với cái dự luật này, và cái dự luật này mãi mãi sẽ không trở thành luật được. Và một cái điều đáng được hy vọng vào cái gói cứu trợ thứ hai này, nếu mà cái dự luật mà 900 tỷ đô la không được thông qua, thì Tổng thống Trump nói về cái số tiền 2.000 đô la, ở đây là 2.000 đô la mỗi tháng, mà cái dự luật này đã đưa ra vào cái lúc mà tháng 6 vừa qua, nhưng mà đã bị những người bên đảng Cộng Hòa bác bỏ, bởi vì cái số tiền này rất là lớn, có thể gây nợ cho quốc gia rất lâu. Bà Nancy Pelosi, bà rất vui mừng khi mà Tổng thống nhắc tới cái số tiền 2.000 đô la mỗi tháng này, thì cái số tiền này chắc có lẽ sẽ sớm được Hạ viện thông qua để mà lên Thượng viện. Nếu mà có sự đồng ý của Tổng thống Trump, có sự ủng hộ của Tổng thống Trump và những người đảng Cộng Hòa để thông qua cái số tiền mà hỗ trợ cho người dân Mỹ 2.000 đô la mỗi tháng này, thì có thể sẽ được thông qua. Nếu mà tất cả mọi người đều ủng hộ thì nó sẽ trở thành luật nhanh chóng thôi. Với cái số tiền 2.000 đô la mỗi tháng thì đây là cái số tiền khổng lồ được rót vào nền kinh tế. Nếu mà cái số tiền lớn này rót vào nền kinh tế thì nền kinh tế sẽ vượt dậy nhanh hơn. Và một điều nữa là sẽ gây cho nước Mỹ có một cái khoản nợ rất là lớn luôn. Cho nên cái dự luật này đã không được thông qua, bởi vì những người thượng nghị sĩ đã lo sợ. Họ lo sợ về một cái khoản nợ khổng lồ mà nước Mỹ sẽ nhận bởi vì cái gói cứu trợ thứ hai này. Và có thể là đảng Dân Chủ muốn một cái gói cứu trợ có cái check 2.000 đô la, nhưng mà đảng Cộng Hòa sẽ không đồng ý với cái số tiền này. Có thể là họ sẽ trở về với cái số tiền mà giống như lúc đầu, đó là 1.200 đô la cho mỗi người. Thì cái điều này có thể là hợp lý hơn. Mặc dù nếu mà Thượng viện nâng cái số tiền 600 đô la cho tới 1.200 đô la cho mỗi người dân Mỹ, nhưng mà không chắc chắn là Tổng thống Trump sẽ đồng ý với cái số tiền 1.200 đô la này, bởi vì ông muốn cái check thứ hai sẽ lớn hơn cái check ban đầu, đó là lớn hơn 1.200 đô la. Cho nên mọi người hãy chờ xem. Với cái sự mong muốn của Tổng thống và những người ở đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, ai cũng mong muốn một cái gói cứu trợ thứ hai. Cho nên hy vọng là cái gói cứu trợ thứ hai sẽ sớm được thông qua trong năm nay, chứ không phải là kéo dài cho tới năm tới nữa. Mọi người hãy chờ xem.